Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 2020. Thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, đồ đá Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng yêu vỏ sò tài thợ trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là Tứ Linh Quần Hội. Đây là tôi đang quay từ đằng sau. Toàn bộ đây là vỏ sò hóa thạch tự nhiên 1.000 năm được vớt ở dưới đáy đại dương và sau đó các ngư dân đã chuyển về cho chúng tôi để điêu khắc. Toàn bộ là vân đá tự nhiên giữ nguyên vẻ sần sùi của vỏ sò. Và bây giờ chúng ta cũng đi vào đường nét chi tiết. Vỏ sò này có kích thước là 67, dài 67, rộng 51 và dài 22. Để chúng tôi chạm Tứ Linh Quần Hội. Thì Tứ Linh là gồm những con vật gì thì chúng tôi cũng giới thiệu luôn. Đó là Long Ly Quy Phụng. Thì Long là rồng, Phụng là phượng. Và đây là Kỳ Lân và Rùa. Được chúng tôi điêu khắc kênh bong sắc nét tỉ mỉ từng chi tiết. Đây là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của khách hàng ở Hải Phòng. Anh đã đưa vỏ về cho chúng tôi và chúng tôi điêu khắc. Quý vị hãy chiêm ngưỡng nhé. Toàn bộ là được điêu khắc thủ công bằng tay 100%. Kênh bông, sắc nét. Đây là dâu rồng và mình dâu. Và đây là chú Kỳ Lân. Và trên này là chú Phượng đang bay trên bầu trời. Đây quý vị đã chiêm ngưỡng chú Kỳ Lân đây. Mỗi vỏ sò nó có một độ dày khác nhau và một thế khác nhau. Thì chúng tôi sẽ đục theo thế của vỏ sò. Thì quý vị muốn điêu khắc vỏ sò tai tượng, quý vị hãy liên hệ chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi làm tại làng nghề gỗ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Tùy theo vỏ sò độ dài khác nhau thì chúng tôi sẽ ra mẫu, vẽ mẫu theo cái kích thước của vỏ sò và các bạn đưa. Thì qua đây tôi cũng gửi tới luôn khách hàng ở Hà Nội. Anh cũng đang có một vỏ sò muốn đục nhưng chưa biết mẫu mã. Thì tôi sẽ gửi mẫu này cho anh. Nếu anh muốn làm thì anh sẽ chuyển vỏ sò về cho chúng tôi. Cảm ơn quý khách hàng trên toàn quốc đã xem những video clip của chúng tôi về điêu khắc vỏ sò tai tượng. Thì trung bình từ một tháng thì chúng tôi đục từ 5 đến 15 vỏ để bàn giao cho quý khách, vì nhu cầu chơi sò của quý khách ngày càng cao. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa nhé. Toàn bộ được đục kênh bông rất là tỉ mỉ. Và vỏ sò này nó sẽ thấu quang khi soi đèn. Đây là đã được chúng tôi làm bóng bẩy. Đây còn gọi là vỏ sò đục Tứ Linh. Thì trong clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều những vỏ sò đục bát mã thần tài, hay là vinh quy bái tổ, hay là đồng quê, hay là cá chép hóa rồng, hay là bình hoa. Thì quý vị có thể truy cập vào Zalo 0986 883349 để lấy hình ảnh, hoặc quý vị truy cập vào YouTube, quý vị tìm vỏ sò tai tượng của cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh thì quý vị sẽ biết được. Cảm ơn tất cả các khách hàng đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Và đây là toàn bộ video thì đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh.